Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần số 2 của bài. Ở phần số 2 của bài này, Farewell Inevitable này, thì chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm thiết lập các cái dòng lệnh trong các cái rule Farewell Inevitable trong cái máy Linux. Thì để mà trong lúc mà các bạn làm các thử nghiệm các dòng lệnh này thì các bạn sẽ phải ngồi trực tiếp trong cái giao diện console của cái máy Linux ha, các bạn thử nghiệm. Bởi vì mình sẽ thử nghiệm làm cái thao tác là thiết lập cho cái firewall inevitable, nó sẽ ngắt hết toàn bộ các kết nối mạng, và mình sẽ làm thiết lập để mở ra các kết nối của mình một cách từ từ. Đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện cái việc là xóa hết các cái tập rule trong cái máy. Rồi mình sẽ login vào trong cái máy của mình. Các bạn dùng câu lệnh là inevitable-f, tức là các bạn sẽ flush hết các cái rule được thiết lập. Sau đó các bạn dùng lại câu lệnh là inevitable-l-v-n và -line number để các bạn nhìn thử. Lúc này các bạn thấy là các cái rule thiết lập nó hiện thời nó đã bị mất đi hết tất cả. Các bạn để ý trong cái channel input á, thì mặc định nếu như không nói gì thì nó đang ở một cái policy là accept, change forward và change output, nó cũng vậy. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái hành động là mặc định nếu như tôi không nói gì thì nó sẽ là cấm, không cho kết nối. Thì các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh là inevitable, các bạn trừ b, tức là cái policy, policy của chain input, các bạn đưa vô là drop ha. Rồi mình nhập vô thử inevitable trừ b ở input và là drop. Tương tự các bạn làm cho output cũng drop và forward ha. Thì các bạn cũng để nó vô là drop. Thì các bạn có thể kiểm tra lại bằng cái câu lệnh là inevitable-l-v-n. Các bạn thấy về hành động nó là drop đây. Sau khi làm xong cái việc là đổi cái policy mặc định thì các bạn có thể thử nghiệm cách đơn giản. Các bạn ping đến cái IP localhost là 127.0.1. Thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình ping đến chính cái IP localhost của mình lúc này đây nó sẽ bị lỗi, nó sẽ không cho phép kết nối, bởi vì cái firewall của bạn đã ngắt hết mọi thứ và nó cấm luôn cả cái việc mà cho kết nối vào bên trong cái cổng lớp bét ở trong cái máy lúc mình. Bây giờ nếu như các bạn muốn thực hiện cái hành động là ping vào bên trong cái cổng lớp bét nè, thì các bạn sẽ dùng câu lệnh là inevitable trừ a, trừ a tức là viết tắt của chữ append. Append tức là thêm ở dưới cùng của chain. Append chain input ra. Cho luồng dữ liệu đi vào trừ y tức là input vào ở trong cổng lớp bách, và hành động zoom vào là accept. Ở đây các bạn thấy là mình không có nói cái gì liên quan đến protocol, đến giao thức, thì tức nghĩa là mặc định nó sẽ cho mình là tất cả. Luồng dữ liệu đi vào được rồi. Bây giờ nó muốn xuất ra được thì các bạn sẽ phải tương tác ở cái chain output. Thì các bạn cũng append chain output ra và các bạn output ra cho phép nó kết nối ở cái cổng là lớp bách. Rồi mình sẽ để hai cái câu lệnh này vào trong cái máy của mình. Inevitable trừ a ở cái chain input đi vào trong cổng lớp bách, và các bạn trừ dây, các bạn chuyển qua là hành động là accept. Sau đó là các bạn đổi lại câu này, nó là output đi ra là ở cổng lớp bách, hành động cũng là cho phép. Rồi mình kiểm tra lại bằng câu lệnh là inevitable trừ l trừ v trừ n trừ line number. Thì các bạn sẽ thấy là nó có hai cặp dòng ở phía dưới nó xuất hiện ở đây. Rồi các bạn thử bình bình 127 lại xem sao. Rồi, các bạn sẽ thấy lúc này là cái quá trình của mình bình nó sẽ được nè.
chỗ này nếu như các bạn kiểm tra cách kỹ lưỡng hơn á, thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó là cái lớp batch của mình nè, đang có cái IP là 127.0.1 và tên cộng là LO, LO là lớp batch. Bây giờ mình muốn cái máy Linux của mình nó có thể ping ra ngoài internet. Trước khi ping thì mình sẽ quay lại mình làm cái việc là kiểm tra cái IP. Thì các bạn thấy hiện thời cái cổng Ethernet 1 và Ethernet 2 của máy tính của mình ở đây nó không có IP. Để kiểm tra kết nối mạng, cổng này nó nói ra internet rồi. Ở đây mình sẽ DHCP client cái cổng Ethernet 1, mình đi xin cái IP động trên cổng này. Các bạn gõ vào cái này thì các bạn thấy nó cảm giác rằng là nó đang xử lý ha. Nhưng ở chỗ này nếu như các bạn suy luận một chút á, thì các bạn sẽ thấy là cái firewall của mình hiện thời á, nó đang ở cái trạng thái là không cho kết nối gì hết ha. Cho nên là ngay cả cái việc là các bạn có thể đi xin IP động lúc này nó cũng không được đâu. Mình sẽ ngắt tiến trình này. Mình sẽ vim vô OTC Network Interface. OTC sysconfig network script, sẽ nhảy vào trong folder này xem trước đã. Trong đây nó có file config là ifcfg.eth0 mà cái máy mình đang là eth1. Mình sẽ chuyển cái tên này lại, đổi chỗ này lại thành là eth1. Mình vim cái file này ra. Device lúc này mình phải đổi lại là eth1. Địa chỉ MAC address này chắc chắn là nó sẽ bị thay đổi, cho nên mình sẽ escape đấm cảm ifconfig eth1 để mình nhìn. Địa chỉ MAC nó sẽ là 00C29 6BA398. Mình sẽ đổi lại đây chút là 6BA3 và số 98. Cái dòng UID này các bạn có thể xóa ha. Rồi mình đổi cho cái này thành một cái IP, ví dụ như là 201.100, default gateway đang là 201.254. rồi mình lưu trữ lại. Sau đó thì mình sẽ restart lại cái dịch vụ network. Rồi mình kiểm tra lại IP. Thì hiện thời cổng ETH1 của mình nó đang có IP là 201.100. Mình bình thử 192.168.201.254 thì nó đang đóng cái vai trò là cái default way của đường mạng mình đang kết nối. Nhưng các bạn vẫn thấy rằng là nó bình không có được ha. Các bạn muốn bình được ra ngoài net á, thì các bạn sẽ phải mở cho nó một cái cặp rule kết nối. Thì cặp rule kết nối ra internet lúc này ở đây á, thì các bạn sẽ phải nhận xét một việc gì. Mình đứng từ cái máy Linux này mình ping ra ngoài. Như vậy là đầu tiên là bạn suy nghĩ là máy tính Linux của mình nó phát dữ liệu ra. Và lúc nó ping như vậy thì nó sẽ phát ra với cái protocol là ICMP và cái loại của tin của nó sẽ là echo request ha. Và các bạn đưa vào hành động là cho phép. Mình sẽ chỉnh cái chain output trước. Rồi sau đó các bạn chỉnh nó ở cái chain là input, tức là các bạn nhận cái dữ liệu đi vô. Rồi các bạn IP table trừ A ở cái chain output trừ P là các bạn truyền vô đây là cái protocol là ICMP. ICMP type là các bạn đã echo request. Hành động của bạn sẽ là accept. Sau khi các bạn nhập xong á, thì lúc này các bạn sẽ kiểm tra lại cái dòng rule của mình ha, bằng câu lệnh IP table trừ L trừ V trừ N trừ trừ line number.
À, thì các bạn sẽ thấy là nó ở cái chain input của mình nó có dòng thứ tự là số 2, và ở cái chain output của mình chỗ này đây, nó cũng có cái dòng thứ tự là cái dòng số 2. Thì lúc này các bạn thử nghiệm, các bạn bin bin đến cái default way của cái hệ thống mạng mà đang đứng, thì trong cụ thể đường mạng của mình ở đây đang là 192.168.201.254. À, thì các bạn sẽ thấy kết quả của nó là bình được nè. Nhưng mà nếu như bây giờ mình đứng từ cái máy Windows 10 của mình bên ngoài ở đây, thì đang có cái IP là 201.20 ở đây, thì mình sẽ cố gắng thử nghiệm coi là mình ping vô cái máy 201.100. Ở đây các bạn sẽ thử là ping vô 192.168.201.100. À, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có ping được. Lý do rất là đơn giản là bởi vì ở trong cái chain input của cái IP table của mình ở đây á, không có cho phép có tin ICMP và request kết nối vô, và ở chain output thì cũng không có cái có tin ICMP reply nó được phép trả ra. Như vậy thì nếu như mà các bạn muốn là đứng từ một cái máy bên ngoài, các bạn ping vô ở bên trong cái máy Linux này, thì các bạn sẽ phải dùng hai cái câu lệnh IP table ở trên input và output. Và nếu như các bạn nhìn lại cái vấn đề này, các bạn thấy thì hai cái dòng mình đang tô trên màn hình đó, thì nó đang có cái chiều là nghịch đảo so với cái việc là đứng từ cái máy Linux, chính cái máy Linux này các bạn bên ra ngoài. Còn nếu như mình muốn xử lý cái luồng dữ liệu từ một máy tính khác bên vào bên trong cái máy Linux, thì các bạn sẽ làm cái chuyện nó ngược lại. Nè, bây giờ mình sẽ thêm vô hai cái dòng dòng này vào ha, bên trong. Ở đây sẽ là IP table append ở trên input, zoom vô là hành động, mình là accept, protocol mình là ICMP. À, chỗ này mình sẽ cho nó vô là ở trong cái cổng cũng được, thích tùy các bạn không cho cũng được, thì nó sẽ, nếu như tại vị trí này các bạn không xác định cái cổng thì mặc định nó sẽ cho phép ở trên tất cả các cổng ha. Protocol là ICMP trừ trừ ICMP loại, sẽ là echo request. Cổng này nhận request thì nghĩa là bên cái phần output của bạn, các bạn sẽ là reply. Mình sẽ sửa này lại một chút. Rồi sau khi nhập xong thì mình sẽ kiểm tra lại bằng câu lệnh là IP table trừ L trừ V trừ N trừ trừ line number. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện thêm cái cặp dòng với số thứ tự là số 3. Và nếu như tại vị trí này mình thực hiện bin lại ha, thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình bin của mình nó sẽ được thực hiện thành công. Thì nãy giờ trong cái thao tác các bạn sẽ thấy là nó rất là rườm rà, bởi vì các bạn sẽ phải luôn suy nghĩ cái luồng dữ liệu kết nối vào thì tôi sẽ xử lý như thế nào, cái luồng dữ liệu tôi nhả ra thì nó sẽ xử lý như thế nào. Nhưng mà nếu như bạn nào đã từng thử nghiệm và thiết lập cái rule firewall ở trên các thiết bị của các hãng khác, thì các bạn thấy là các bạn sẽ không làm cái việc là xử lý cái luồng dữ liệu được phản hồi về. Tức nghĩa là giả định như cái máy của bạn đã là một cái rule cho phép kết nối SSH đi, thì các bạn chỉ cần cho phép vào thôi, còn cái dữ liệu mà kết nối ra đó thì mặc định thì nó đã được cho phép rồi. Thì bây giờ để cái quá trình thử nghiệm của mình nó dễ hơn một chút ha, thì mình sẽ thiết lập cho phép một cái rule kết nối SSH đi vào bên trong cái máy Linux của mình. Và lúc này mình sẽ cụ thể là mình xác định ở trong cái cổng mạng của cái máy Linux của mình. Thì trong cái sơ đồ á, thì cái máy Linux của mình ở đây mình đang có thể giao tiếp là trên cái cổng mạng là ETH1 ha. Thì bây giờ mình sẽ để vô cái câu lệnh là IP table
mở ở trong cái chain output đối với cái lượng dữ liệu trả ra ở bên trong cái cổng ETH1. Do cái file này mình ghi ETH0 nhưng mà ngữ cảnh nó sẽ thay đổi tùy theo từng máy. Protocol là TCP với cái bọt nguồn là 22 sẽ load lên cái module trạng thái, và ở trạng thái là cho phép kết nối. Dòng này là mình sẽ xử lý cái luồng dữ liệu được reply về, và nó chỉ cho phép với cái trạng thái là đã được thiết lập. Còn ở cái dòng phía trên xử lý trên cái chain input thì mình sẽ cho phép cái kết nối vào ở trên cái port 22 và trạng thái là new, tức là bạn khởi tạo kết nối nè, và trạng thái là đã được kết nối. Thì sau khi mà mình để hai cái dòng này vào rồi thì các bạn sẽ có thể ETH vô trong chính cái máy Linux này. Rồi mình rồi cô lần sẽ làm các bạn sẽ là IP table trừ a ở trong cái chain input, hành động là cho phép đi vào bên trong cổng ETH1. Protocol là TCP với cái port đích đến. Port đích đến thì nó sẽ ghi là dport, tức là destination port là 22. Load lên cái module là trạng thái, trạng thái là tức là chữ state ha. Và cái trạng thái sẽ là new và established. Đây là new nè và đã được kết nối. Rồi lúc này các bạn đảo chiều lại. Ở chain output thì chính là cái dữ liệu phản hồi đúng không ạ? Output nè. Rồi đi này sẽ đi ra nè. Này sẽ là sort port nè. Sort port. Và cái trạng thái này là gì? Đã được thiết lập. Nó có dòng sai nên mình xem state chỗ này mình đã ghi chữ, nó chỉ cho phép chỗ này là chữ thường thôi. Rồi sau đó mình kiểm tra lại bản câu lệnh là IP table trừ l trừ v trừ n trừ trừ line number. Các bạn thấy nó vậy. Rồi mình sẽ thử là mở cái PuTTY lên, mình tạo kết nối ETH level 201.100. Nè, các bạn thấy được ha. Rồi, nhập vô username và password. Rồi, cho cái phông chữ nó lớn lên một chút. Thì đến đây thì các bạn nhớ là cái ý tưởng tổng quát của nó là gì? Các bạn phải nhớ rằng là đối với cái IP table trong Linux thì các bạn sẽ phải xử lý cái luồng dữ liệu kết nối vào, và các bạn cũng phải xử lý luôn kể cả cái luồng dữ liệu kết nối ra. Dữ liệu kết nối đi vào trên chính cái máy Linux thì nó sẽ được xử lý trên cái chain input của cái table filter. Dữ liệu từ chính cái máy Linux reply phản hồi ra ngoài thì các bạn sẽ xử lý ở trên cái chain output của cái table filter. Mình đang đứng trong một cái máy Linux kết nối thông qua ETH. Ví dụ chỗ này các bạn thử dùng câu lệnh là ETH root. Ví dụ như mình kết nối thử đến một cái máy nào đó của mình đi. Ví dụ máy này đi. 241. Nên là mình đang đứng từ cái máy Linux của mình ở đây. Các bạn khởi tạo kết nối ETH đi đến một cái máy khác. Và trên tinh thần là nó sẽ không cho kết nối ha. Nên nếu như mình thử bình nè, bình lên máy này mà các bạn thấy bình vẫn được đúng không? Bởi vì ở trong cái tập rule của IP table mình không có dòng rule nào nó mang tính chất gọi là cho phép từ cái máy Linux của mình nó được phép kết nối ETH đi ra ngoài.
Thì để mà các bạn thực hiện kết nối ESH đi ra ngoài á, chỗ này sẽ là lúc này đây mình cho phép cái máy Linux của mình được tạo kết nối ESH đi ra ngoài ha. Thì các bạn sẽ để vô cái dòng lệnh chỗ này, hai cái dòng lệnh này. Đầu tiên là từ máy mình đi ra ngoài thì cái máy tính của mình sẽ khởi tạo kết nối nè với bot đến là 22, nhưng mà lúc này mình sẽ phải đổi lại cái cổng nè, ETH1. Rồi cái cổng nhận vô sẽ là trạng thái là gì ạ? Đã được thiết lập. Đổi lại nó với cổng là ETH1. Sau khi xong dòng này rồi thì mình thử SH lại xem sao. Đó, thì các bạn thấy là kết quả của nó sẽ trả ra khác, tức là hiện thời là nó đứng từ cái máy của mình được tạo kết nối SH ra ngoài. Cái máy tính của mình các bạn muốn nó có thể kết nối được internet đàng hoàng. Để cái máy tính của bạn kết nối được internet đường hoàng thì các bạn sẽ phải cho phép nó kết nối đi ra ngoài ở port 80, ở port 443 và cho phép kết nối UDP 53 để các bạn thử nghiệm là các bạn query cái internet. Thì trước khi làm mình sẽ thử nha, mình sẽ dùng cái câu lệnh là ping 8.8.8. Thì các bạn sẽ thấy là mình có thể ping đến cái máy chủ DNS của Google. Nhưng chỗ này nếu như mình dùng câu lệnh là host-ta-google.com.vn đi. Thì các bạn thấy là cái kết quả của mình trong này nó sẽ không cho. Không cho tức nghĩa là lúc này là cái DNS của bạn nó sẽ, hiện thời nó sẽ là không có kết nối được nè. Bây giờ nếu như các bạn muốn query nó DNS thì từ cái máy của mình cho phép gửi kết nối ra ngoài là ở bọt đích đến và 53, và các bạn sẽ phải nhận cái luồng dữ liệu kết nối về với cái suột bọt là 53. Sau đó các bạn hãy thử lại bằng câu lệnh là host-ta-google.com.vn thì các bạn thấy là nó phân giải được cái DNS và nó nhả về cái IP. Ở đây mình thử gõ câu lệnh là curl ha, tức là bạn thấy là cái máy Xenon Web mình có sẵn. Đây là cái công cụ giúp cho các bạn thử nghiệm kết nối web bằng cái giao diện dòng lệnh. Ở đây mình thử vô một cái trang web nào đó, ví dụ như vnexpress.net đi. Thì các bạn thấy kết quả hiện thời đang đứng xử lý và cũng không cho đâu. Thì chính cái bản thân cái máy tính của mình lúc này ở đây nó đang không có thể kết nối được web. Để kết nối được web thì các bạn sẽ phải cho phép nó kết nối đi ra ngoài bằng TCP 80 và 43. Thì lúc này mình sẽ dùng cái dòng lệnh tương tác vô trong cái chain output gửi dữ liệu đi ra ngoài ở cổng mạng ETH1. Các bạn nhớ thay đổi tùy theo cái cạc mạng máy tính của mình. Protocol là TCP. Thì tại cái vị trí này mình sẽ load lên thêm một module gọi là multi-port. Thay vì các bạn phải gõ từng dòng với mỗi một dòng là cụ thể một bọt, thì lúc này mình dùng cái module này các bạn có thể load vô cái module multi-bot. Và cái bọt đích đến chỗ này á, nếu các bạn so sánh ở phía trên á thì nó sẽ có chữ S ở đây ha, và nó cho mình chỗ này là sẽ là load luôn cái module trạng thái là cho phép là khởi tạo kết nối nè, và đối với những kết nối đã được thiết lập thì sẽ cho. Rồi mình sẽ để cái dòng này vô và phải đổi cái cổng mạng lại cho nó hợp lý là ETH1. Đây là cái dữ liệu được phát ra, dữ liệu nhận về. Thì lúc này các bạn sẽ đảo chiều lại ha. Chỗ này đảo lại và đây vẫn là ETH1. Sau khi có xong cái này rồi thì các bạn có thể thử. Các bạn đã làm xong hai dòng trên đó, thì lúc này mình sẽ thử lại bằng cái câu lệnh là curl ha, với trang web ví dụ như là genka.vn. Rồi các bạn thấy là nó nhả ra cho mình là cái sụt của trang web nè, tức nghĩa là mình đã có thể gọi là gì kết nối được cái web bằng cái giao diện dòng lệnh. Thì đến đây mình sẽ kết thúc cái phần số 2 của bài. Trong phần số 2 này thì chẳng qua là các bạn làm cái việc là thử nghiệm các cái dòng lệnh trong IP table để các bạn quản lý điều khiển kết nối của chính trong chính cái máy Linux của bạn. Thì lúc này
là các bạn đang sử dụng cái tính năng là host pay firewall của cái máy Kali Linux, cái máy CentOS Linux của mình tại vị trí này. Thì các bạn phải nhớ là trong thằng IP table của Linux á, thì nó sẽ xử lý dữ liệu đi vào và nó xử lý luôn cả cái dữ liệu đi ra. Trong các dòng firewall thương mại thì cái dữ liệu output hoặc là cái dữ liệu được phản hồi từ một cái kết nối đã được cho phép á, thì đa phần thì nó sẽ cho mặc định đây ở trạng thái là cho phép. Tuy nhiên nếu như bạn hiểu vấn đề sâu hơn á, thì các bạn có thể chỉnh lại cái việc là tôi sẽ reply ra, tôi sẽ trả về những cái thông tin gì ha. Rồi thôi, đây xin phép kết thúc cái video này ha, và chào các bạn.